Hello 500 anh em, mình là Vinh và sau đây mình sẽ giới thiệu nhanh cho anh em một cái máy khoan búa sử dụng gia đình của hãng Matet với mức giá chỉ có 761.000 cho một cái hàng chính hãng bảo hành 6 tháng như thế này. Con này có khả năng khoan tường được 13 mm, công suất của nó là 500W, tốc độ là 3.200 vòng trên phút và lực đạp là 48.000 lần trên một giây. Con này thì sử dụng cái đầu nó là đầu 13 ly đây, còn đây là chế độ chuyển, chế độ khoan, chế độ khoan tường đảo chiều. Máy rất là ok cho anh em sử dụng gia đình. Hàng này thì sản xuất lắp ráp tại Trung Quốc nên có mức giá rất là cạnh tranh, nhưng mà nó vẫn bảo hành cho chúng ta là chính hãng 6 tháng của Matet, thương hiệu con của Makita. Anh em nào có nhu cầu sử dụng gia đình và cần một cái máy chính hãng giá rẻ, hàng có thương hiệu thì đây là một lựa chọn rất là phù hợp. Được một cái nữa là hàng Matet thiết kế rất là gọn nhẹ, phù hợp với người châu Á. Những cái hàng như cái hãng Inco, Total nó được thiết kế với những cái ưu thế là khỏe, mạnh, nhưng đi song song với điều đó là nặng. Như anh em đến cửa hàng mình thì cảm giác rằng không cần thiết với một cái máy bự như vậy, thì đây là một lựa chọn chúng ta. Mặc dù mức giá của nó có thể mắc hơn hàng của Trung Quốc cùng một cái công suất, nhưng mà nếu xét về cái nhu cầu sử dụng và mức giá có thể trả được thì đây là một mức giá hoàn toàn rất là phù hợp, chỉ có 761.000, mã là MT80B. Anh em có nhu cầu mua thì hãy bình luận bên dưới video này, hàng này ship tận nhà thu tiền không phải lo. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.